Xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh Xe Hơi Cũ Tân Cảng nha. Hôm nay đã là những ngày cuối cùng của tháng 9 rồi. Tháng sinh kính chúc quý anh chị chúng ta có được những ngày cuối tháng thật nhiều may mắn và chúng ta gặt hái được nhiều thành công, chốt sổ một tháng 9 nhiều suôn sẻ và nhiều thành công mới nha. Rồi, tháng hôm nay sẽ cập nhật cho anh chị một mẫu xe để cho chúng ta đi gia đình, một chiếc xe nhỏ gọn thôi, thuộc phân khúc sedan. Đó là mẫu Cora Antis 1.8e, xe sản xuất 2020 nha anh chị. Xe này là phiên bản 1.8e và đi được 60.000 cây đây, màu đen. Bên Thắng vừa hoàn thiện kiểm tra chất lượng và làm đẹp nè, với mức giá chào bán là 660 triệu nha. Xe rất là đẹp luôn, xe đúng chuẩn gia đình. Thì đối với những mẫu xe mà sở hữu động cơ 1.8 như thế này thì cho được một cái hiệu suất động cơ, máy tương đối mạnh và tiết kiệm nhiên liệu nha anh chị. Chúng ta đi gia đình thì nên chọn những cái xe này, chúng ta lái sẽ cảm giác nó phấn khích hơn và đi nó sẽ đỡ buồn ngủ hơn so với những chiếc xe mà thuộc phân khúc nhỏ gọn, máy 1.0 hay là 1.5 nha. Xe này thì vẫn còn là lớp zin theo xe, còn khá là dày luôn. Anh chị có thể để ý cái đát lớp này đó, xe 2020, tuần 26/2020. Công nghệ động cơ của mẫu xe này là dual VVTi nha anh chị. Mọi thứ đều là zin theo xe hết luôn. Lúc về thì có trầy xước cản trước cản sau thôi. Đèn zin. Antis được coi là một mẫu xe mà trên toàn cầu á là số lượng xe nhiều nhất luôn. Bên trong xe tắp bi như mới, xe chuẩn gia đình. Giữ cũng kỹ á, cho nên chắc xe sạch sẽ nè. Anh chị để ý những cái phần một tem này nè, không trầy xước gì nhiều hết. Điều hòa dặn phím bấm nha anh chị. Điều hòa số tự động 6 cấp, có chế độ lái sport. Đề start up và có cái gạt tự động nè, cruise control. Xe được chạy sàn với lại chạy tốc lô rồi. Trần xe vẫn là trần nỉ zin. Phía sau xe thì khá rộng rãi nha. Anh chị nào chúng ta đi gia đình á, là một mẫu xe này ta đi rộng rãi thoải mái, cách âm tốt, gầm bệ chắc chắn. Phía trước khoang lái nè anh chị. Thì đối với mẫu xe Antis 2020 này thì chúng ta còn bên Thắng vẫn có hỗ trợ vay ngân hàng nha. Vay ngân hàng cho mình được 70% giá trị xe, tầm khoảng 400, 400 hơn. Anh chị cần chỉ cần trả trước khoảng độ chưa tới 300 là chúng ta đã có thể mua được xe rồi. Với lãi suất ngân hàng tương đối rẻ, ngân hàng tài chính Toyota. Hỗ trợ vay mua xe Toyota nha anh chị. Mẫu xe này sản xuất 2020 cho nên còn bảo hành toàn quốc đến năm 2023. Cho nên chị chúng ta yên tâm. Và khi mà chúng ta sử dụng xe mà có hư hao gì, chúng ta có thể đi bảo hành tất cả đại lý của Toyota trên toàn quốc luôn. Là đặc điểm của xe này. Về chất lượng thì bên hãng Thắng cam kết cho mình rồi, không cắn đụng tai nạn, không ngập nước nha. Ta yên tâm về phần đó, ta đã vô hãng, ta mua xe. Thì những phần đó thì Thắng sẽ không nói tới, tại vì mỗi xe đều chỉnh chu và nó có quy trình hết. Từ khâu kiểm tra chất lượng đến làm đẹp xe, cấp sổ bảo hành và chào bán. Rồi 660 triệu cho mẫu xe Antis 2020 1.8e đi được 60.000 cây. Nếu như quý chị quan tâm thì gọi cho Thắng, Thắng tư vấn cụ thể mình hơn về chi phí đăng bánh, thủ tục mua bán. Rồi sau đó hỗ trợ quý anh chị coi xe thực tế, lái thử cảm nhận nha. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau nha.